thiên nhiên chết bất kỳ tử chết mà nhiều khi không chăm trói kịp luôn. À. Tại vì bệnh này là bệnh lực. Ừ. Ai sai thì tự sửa thì nó sẽ vào tâm mình, nó sẽ hết liền. À. Cũng như đây, quyết tâm mình sai thì mình sẽ sửa thì sẽ nó thành ngay. À. Còn mình không sửa thì làm sao mình được sáng được? À. Thì Châu Phú nói đúng. Mỗi lần là chị thấy chị sai phải không? Đúng. Cho nên là chị sửa. Đúng. Mà sửa có nhờ pháp môn nào không? Niệm Phật hay sao mà bây giờ được tỉnh ra vậy? Chị được nhờ pháp môn của cha Lục Tổ Huệ Năng cho chị hàng ngày hàng bữa chị tịnh lợi, đừng cho các phần hồn nào đi siêu thăng siêu mốc. Còn quốc độ nào thì cụ Quyền Thất Tổ ông bà của chị là chính là ông ngoại của chị đã chết được 12 giờ mà chết đã được gì cỏ trên rước ổng ra thăm con cháu xong về rồi ổng xét chị ba lần điểm chị ngồi thì ổng sẽ gì ổng đổ cho con cháu bằng ba này ráng mà tu cứu cụ Quyền Thất Tổ ông bà nhiều điều nhiều đời nhiều kiếp để lại đây là chín đời chín kiếp. Tiếp giờ sao khắc nghiệt nóng quá chị? Tại vì cái thời tiết này á là để cho nóng vẫn chết con vi trùng sen. Còn miếng mưa nó giặt thì người trần nó đau khổ là bệnh liên miên nữa, đảo lộn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính đức thầy, kính thưa quý vị. Đây thì chị này ở bên Campuchia về lễ đức cố là chẳng qua là có đứa cháu bệnh. Nhưng mà nhờ đi chùa lễ Phật mà hết bệnh. Cho nên hôm nay với cái niềm tin của chị là tin vào Phật Pháp nhiệm bầu, nên vậy hôm nay lễ đi cố trở về đây để mà lại tạ các vị thánh thần để ban bố phước lành cho mình. Thì như vậy thì ở bên bển là anh em mình ở bên Campuchia đó là tu đông không? Có nhìn nhà tôi à, nhà ta cũng thờ thầy mà ta đãi tới 4 ngôi, tôi 3 ngôi. À. Vậy thì chị hàng năm về đây thường hả, là năm nay mới có kẹt dịch mấy năm mà không được đi, năm nay phải đi. Dạ hả? Dạ trả lại Phật trùng rồi nhiều Phật trùng. Dạ chứ bà hỏi vì sao mà cô trở về đạo đó, thì cái câu chuyện mà cháu của cô bệnh như thế nào giúp cho cô biết đạo luôn đó chú ba. À thôi cô chị kể coi cái lý do đứa cháu bệnh sao rồi. Nó thợ may, nó may không có được. Nó may cái nó đau, may rao đi về thành phố nó coi. Bác sĩ nó không có bệnh gì thì có Vinh nó ổng cũng coi duyên với thầy. Nó nói thôi con ơi giờ con đi chùa đi cúng lại tu đi, con hết bệnh thì nó hết bệnh nó dìu dắt cô. À. Sau là cô có thấy thầy. Nằm trên bao hả? Nằm bao thấy ngồi xếp bằng mà ngồi dưới nước dây mặt bên trời mọc á. Ừ. Niệm Phật sợ xấu mà có người đưa lên cầu thang đi lên. Lên cái cô đi xuống thì thầy lên đi thầy vuốt cái đầu thì mấy gán nó tiếng mộng. À. Tiếng mộng tôi đi tới nữa có một người đi xuống lưng thầy lớn lắm, tôi sợ tôi né xuống cầu thang nó lại. Cái ông đi tới ông lấy cái cây một cái sợi dây ông quơ trên đầu tôi vuốt cái đầu tôi. À. Cái ông đi khỏi tôi bước lên là tôi kêu được 2 tiếng tôi kêu đức thầy tôi chạy ngược lại rồi tôi làm lễ. À. Sao không thấy thầy? Ừ. Chạy tới là thấy bên đồng đạo bên Phật giáo Hòa Hảo mình mặc áo dài cúng á. Ừ. Cúng cái trăm người mà thầy không thấy. Chị ha, dạ. Cô làm ơn cho con hỏi á, là cái lúc mà cháu cô chưa có dìu dắt cô là cô tu ăn chay chưa? À, chưa. À, như mình biết mẹ con ăn thầy không biết. Vậy ha. Dạ. Rồi xong rồi á là từ khi cháu cô á khỏe hết bệnh mới dẫn cô đi, con mới biết cái thầy á. Dạ biết thầy mà giờ con mới ăn chay mấy năm rồi con. Ăn chay mười mấy năm rồi? Mới mười mấy năm mà. Ông xã ở đó nhậu chửi cô lắm. Dạ. Mà cô dắt ông đi 4 đêm 5 ngày đi tới Sơn Tà Lơn đầu núi Cấm đồ vừa Bà Hảo. Dạ. Vừa có ăn chay trường ông bỏ rượu luôn. Ông bỏ rượu luôn? Ăn cúng 3 thời mà tới ông mất khỏe lắm. Hay dữ vậy. Đi ăn lại thật mà ông đi trước mình cúng. À. 3 giờ mấy là ông đi trước mình. Phải nói con tin nói mấy giờ chiều ông đứng cúng. Ông ăn cháo sao mà nói ông chết. Nó còn như người tu chết nhẹ ha, con muốn trôi vô bệnh viện hết tiền. Khỏe lắm bởi cô gắng lắm, cô nói miệng với thầy. Cô gắng ôm chân lý thầy tới ngày chết. Cô không ăn mà. Bởi vì nhà thầy con à, nhà thầy ngày mai mình mới được tỉnh ở sáng tỏ được lối tu à. Còn nhiều người á rằng, ta thờ thầy sao ta hành theo cô buồn. Thôi thầy nói tùy duyên, thấy không cô? Còn cô, trước ông xã, ông chưa tu. Cô can đảm, cô thỉnh chân dung thầy về thờ.
cái chữ khô quá, ông phạt đạo phạt của đi thờ của Hảo, đi thờ Đức Quỳnh giáo chủ. Tới sau là ông biết là ông có xin lỗi thầy, thầy phạt đó. Và ông tin tưởng lắm. Vậy thì thưa cô, sau khi mà cô hiểu về nguồn gốc của thầy đó thì cô gặp đứa thầy như thế nào, cô ngủ cô thấy sao? Thấy như cô ngồi xếp bằng giữa nước, cô sợ xấu, cô niệm Phật. Niệm Phật có người đưa lên là cô đi xuống, cô nhớ và như ra găng mà đi xuống chùa. Thầy thì được lên đi găng lên tổ đình vậy đó. Rồi thầy đi tới cô, thầy vuốt cái đầu, thầy nói tiếng một, thầy nói gán. Gán cô đi tới nữa, có một người đi sau lưng thầy lớn con, cô sợ, cô né xuống cầu thang đó lại. Rồi ổng mới lấy cái cây mà có sợi dây ông quơ trên đầu cô mà nhẹ không có đau. Rồi ông đi khỏi, cô mới bước lên, cô chạy ngược lại, cô kêu được 2 tiếng đức thầy. Mà chạy không thấy thầy. Vậy là do tôi tin tưởng thầy quá. Dạ đúng rồi. Cho nên đó là thầy xoay chuyển cho chồng của cô, không có nhậu nữa. Dạ. Và thưa cô vậy là sanh từ nhỏ bên Campuchia, cô có thể chào cho bà con bằng tiếng Campuchia được không? Được. Dạ, mời cô ha. Nghiệp xua là mình chào đó. Còn Việt Nam mình thì mình thấy người lớn mình xua bông bông. Chúc quý vị xem video vui vẻ là nói bằng tiếng Campuchia. Xong bông bông kênh Oi Ban Subscribe. Tiếng Cam thì cô gành thì cô ở sanh đẻ trển mà. Rồi cô có thể giới thiệu với bà con là bằng tiếng Campuchia tôi đã gặp được đức thầy không? Cái nhung ban xua bông. Là cái nhung thờ mau quá. Đức cố một họ với cô. Từ cô thì mỗi nhung từ cô là một họ. Nhung mau nhung chui càng yêu quá. Là một tiếng cái này. Xong bông ôn chưa lưu cô tổ thơ bà xong. Tin theo Phật Pháp. Chưa cô tổ thơ bà xong. Xong hỏi thơ. Toàn viên bệnh lúc buôn là mạng ba. Viên bệnh lúc buôn mạng ba. Mạng ba. Dạ. Viên bay bằng ba, bay là ba. Là ý nói bằng tiếng Việt lại là như thế nào cô? Như là gắng cố gắng nghe lời Phật để mình tu, để mà mình được qua cái mạng ba. Long qua. Dạ. Long thoát là miên, là long thoát là mình vượt qua mạng ba đó. Dạ. Tu dạ. 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 Cảm ơn cô. Dạ. Thì cái đơn vị cũng rất là đặc biệt. Cô từ bên Campuchia đâu có biết về đức thầy. Dạ. Mà sao mà nhờ đứa cháu khỏe hết bệnh và đi về mới biết thầy, rồi gặp thầy mà thầy xây chuyển gia đình hạnh phúc, cho nên là bây giờ là cô nhắc tới thầy cô xúc động rơi nước mắt. Thì chú ba cảm nhận như thế nào chú ba? Đức thầy nói là tuy là hữu ảnh vô hình chứ dân lòng tưởng thiên đình đảo lai, bởi vì thầy với Phật là cũng giống như ông cha mình, hết lòng lo thương xót cho mình, mà khi mình quay về với đạo tức là mình nghe lời cha với mẹ rồi đó. Cho nên vậy mà hôm nay giờ đây sở dĩ mà chị mấy mươi năm lăn lộn dưới đời, tại sao gặp thầy là khóc là bị gì, cũng giống như người con mà cãi cha đi phá tài sản, đi ăn chơi chắc tán hao của ông bà cha mẹ đi. Cho nên vậy mà bây giờ tự nhiên mình là thức tỉnh trở lại, mấy chục năm rồi bỏ tu cũng giống như phá tài sản, mà bây giờ thương cha mến mẹ quá là bị gì đi nhắc cho mình tu ngày đêm, mà đức thầy nói là có khác nào chợ trưa đồ ế bán dễ ghề chẳng thấy ai mua đó. Hoặc đức thầy nó bóng chăn cậy đỡ ban đêm chầu ăn nhỏ bá lại tên ngoài hoài về cùng hồi nói chuyện quá ga dai về lòng bác nói hoài không thôi, là bị gì thấy từ xưa đến giờ Phật sao tư thương lo cho mình ngày đêm mà mình không nghe lời Phật. Cho nên vậy mà hôm nay tự nhiên mình gặp thầy là cái đó cũng giống như hối hận gặp người cha hy sinh cho mình ngày đêm để lời sản mình lại phá sản. Thà Phật ngày đêm nhắc nhở mình tu hiền, tại sao mình lại làm điều ác đức. Cho nên vậy mà khi gặp Phật, nghe Phật, tự nhiên lòng của mình là đau đớn, buồn khóc là lý do đó. Nên đức thầy nói là có thiện căn sớm lại thượng cửa thiền, câu niệm Phật chờ ngày chung cuộc. Cửa thiền ở đây không phải là muốn nói là mình lại chùa, mà mình trở lại dưới cái lời của Phật dạy, thầy dạy, tức là chùa đó. Chùa ở đây không phải là mình đi tới quy vô chùa tu là chùa là cửa thiền á, mà thiền ở đây có nghĩa là lời Phật dạy mình làm y đó là thiền đó. Cho nên hôm nay diễn về là chị có duyên lành với Phật nhiều đời lắm, mới có duyên gặp được là đức thầy trong giấc mộng. Chứ tôi đó giờ 50 năm thì chưa tới gặp đức thầy trong mộng nữa nè. Cho nên đức thầy mới nói là duyên lành gõ được cùng niên.
chẳng qua kiếp trước thiện duyên ngũ phần, cho nên nhiều đời nhiều kiếp mình đã có tu rồi, cho nên kiếp này mình là gặp Phật, là tự nhiên lòng của mình vùi vùi là nhớ thương là vì lý do đó. Đặt một bài thơ tặng cho cô luôn, bài sám giảng đi chứ ba. Dạ. Thì hôm nay cái vấn đề cô Hai Gương Cần Thơ ngày xưa cũng tu theo thầy, gặp mặt thầy quy tu thời gian rồi bệnh quá, cho nên cô nghĩ rằng con sẽ không sống tới ngày thầy trở về, cho nên con buồn quá. Đức thầy mới an ủi cô là cái quả, cái nhân đời trước con gây ác nghiệp, cho nên đời nay con phải bệnh hoạn, con ráng trả thời gian nó hết, mà nếu con có bỏ sát rồi con cũng vẫn được thầy tiếp độ. Là bị gì đến hội trong quan mấy ông quan đó chết cách đây vài trăm năm rồi đức thầy cũng kêu gì hết. Như vậy thì hôm nay nhân cái gặp cô trong cái lễ đức cố, chị trong cái lễ đức cố, thì chị than rằng cái vấn đề bệnh hoạn của đứa cháu, thứ hai nữa là cái vấn đề cô hiện nay, chị mai vẫn đời tuổi già, thì mình sẽ tu đến cái giai đoạn là gặp đức thầy thì giáo quá trẻ, còn nếu chết trước cái ngày thầy về, dẫn cái hồn về núi cấm về Long Hoa, đức thầy cho xác cát bình thường. Cho nên tặng do chị rồi tặng cho tất cả những người trên màn ảnh. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy thương đệ tử ngẩn sầu, vẫn biết công phu con dạy giàu, những nỗi phiền khiến gây lắm nợ, đời này trả dứt mới mong cầu, mong cầu gặp Phật hỏi lòng qua, con ráng trì tâm niệm Phật Đà, xét lại thân thầy xưa cũng hoài, thân phàm bỏ lại thế gian mà đến hồi trăm quan còn hiện được, thì ra xác thịt có cần đâu. Khuyên con nghĩ càng gần ưu lự, mượn trước quyền cơ giải mạch sầu, vì thầy xác thể phải còn đau, hà huống chi con rắn được nào. Quả giữ trả rồi nhân thiện đến, nếu thầy đắc đạo bỏ con sao, đường xa xa xôi thầy nguyện cầu, Phật thần ban rải huệ linh màu, cho con an ổn tâm đôi chút, chớ dễ nào thầy quên sẽ đâu. Nam mô A Di Đà Phật. Cô cảm nhận như thế nào trong buổi gặp mặt hôm nay cô? Gặp cái cháu với bà vui. Cô hỏi với cô phải chặt. Tàn hình bây giờ gặp hiện tại. Coi như cách nhau 20 phút. Chúc mạnh khỏe bình an, bây giờ mình chuẩn bị hết. Dạ. Kính thưa quý cô chú anh chị, đây là lễ đính cố năm 2024. Thì đây chú Phú xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị, đức bơ cố đó là có 6 người con, 3 trai và 3 gái vậy. Và đặc biệt trong nhà đức cố đó người nào cũng có là tài hết trơn. Đức bà thì cũng có võ nghệ cao. Rồi là con, 6 người con, người nào cũng tốt, người nào cũng có một cái câu chuyện hay cho quý vị.
cho nên hôm nay Châu Phú mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành cùng với Châu Phú. Và trước tiên là vào video thì Châu Phú mời quý cô chú anh chị sẽ đến với một ông lão râu dài. Chú từ đâu về chú? Ở Phú Thịnh B về. Phú Thịnh B. Dạ, chùa Liên Quốc Tự. Chú thấy trở về đây thấy sao chú? Trở về đây thấy lễ hội của Đức Cố quá đông đầy tình đồng đạo đến để mà dự hội Đức Cố quá quý rồi. Quá quý rồi. Cũng tề tụ về đây đầy đủ. Dạ, con cảm ơn chú. Chào chú nha. À, thì thưa chú, tại sao mà bà con về lễ Đức Cố đông quá, chú có thể chia sẻ lý do nguyên nhân sao mà chú hiểu sao không chú? Thì cái gì mình làm nghĩa cái gương tốt đối với mấy ông cái cụ Đức Cố. Mình giữ cái mấy ngày hằng này là mình tưởng nhớ tới những ngày Tết rồi. Cảm ơn chú. Vâng, thì kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình đó thì có là 500 bà con đang ngồi đây nè quý vị ơi. Chào chú Thím Bảy nha, chào các cô chú hết trơn nè quý vị ơi. Giờ thấy ai vậy? Dạ, đây nè. Nào vừa mới thấy mới nghe nè các cô ơi. Cô ơi, cái này là mình là có nhân viên mình gặp nhau. Cho nên là mà. Dạ, chào cô nha. Bữa nào cũng coi thấy bữa nào cũng coi. Bữa nay mới thấy ngoài mặt nè. Qua đây ngồi nè cô. Thấy ngoài mặt thấy sao? Ở ngoài thấy nó sao? Ngoài thấy được quá thấy trời trong phố đẹp trai quá nguy hiểm quá. Không, mình tu mình đâu có nói gì được. Sáu cũng ăn cơm, mấy năm nay. Sáu nha. Dạ, tôi bao nhiêu là Phật. Thì kính thưa. Đi xuống nào chú Phú? Quý cô chú anh chị, con xuống hồi hôm qua tới giờ. Đi nguyên thế nào mấy vị mấy cô này ha. Đúng rồi, đây nè, quý đệ một nhà. Ông đi chung cùng một nhà. Con một cha. Con một nhà. Đâu hết sức, bữa nào cũng bắt Trung Phú trong thừa tiếng coi cho. Quá vui. Quá vui. Thì kính thưa quý cô. Quý cô có biết về những mẫu chuyện của Đức Cố hay là như thế nào mà quý cô quý bà về đây đông như vậy? Tại vì hồi đó về ngày lễ thì mình đi đó. Lễ đi nhưng mà cô biết Đức Cố là sao với Đức Phật thầy không cô? Không biết cái chữ Tết. Không có đi nhiều đâu, chỉ tám mươi mấy năm quá. Cái ông nào mới mà được vậy? Cái ông nói Châu Phú đâu mà không thấy Châu Phú đâu mà được. Bây giờ là quý cô á thì có nghe về bố ông Khẻ chưa? Chưa. Khẻ ở đâu đâu Châu Phú? Tóc bạc chắc nghe rồi quá. Nghe rồi. Và kính thưa quý cô chú tải cho Đức Cố còn có tên gọi là Trần Văn Thành thì bà con ở đây thường hay gọi là Đức Cố Quản đó. Thì sau khi đó mà Đức Cố là lúc mà trước khi mà chưa có quy y theo Đức Thầy đó, Đức Phật Thầy đó, thì Đức Cố đã có một cái biệt tài là đánh giặc quý vị ha. Ngài là một vị quan thượng đẳng và ngài có 6 người con. Người con cả đó, người thứ nhất đó vị là tên Trần Văn Nhu, là còn có tên gọi là cậu Hai Nhu, và một mình anh cậu đó có thể là quýnh 30 người đó con. Đó, và cậu á làm như là có một cái sức mạnh là phi thường dữ lắm đó. Nếu mà có các chị mà hộ cho cậu nữa đó là còn hơn nữa, số lượng còn hơn nữa. Và tiếp tục đó là người con gái kế tiếp đó vị là tên Trần Thị Hẹ và Trần Văn Trái và Trần Thị Nên, và tiếp tục là Trần Núi vị. Thì cái người út đó vị có tên gọi là cậu Trạng Bảy. Thì Bảy Trạng với cô cậu Bảy Trạng đó, thứ bảy là út đó. Thì cậu á là mất á vào năm 7 tuổi cô, nhưng mà đặc biệt một điều á, người ta mới có là 7 tuổi thôi, người ta chưa có biết gì, chỉ biết ở nhà mẹ cha ăn học thôi. Nhưng mà cậu Trạng này đặc biệt khác thường hơn người bình thường đó, là cậu tiên đoán những cái gì sắp tới đó là đều xảy ra hết. Cho nên là bà con hay gọi là cậu Trạng Bảy, chứ không biết là cậu là tên gì và bao nhiêu tuổi. Thì sơ lược qua là gia đình của Đức Cố, và tới khi mà một cái ngày đó là Đức Cố biết được Đức Phật Thầy Tây An về gần Long Xuyên đó vậy, gạch Sà Niên Châu Phú nhớ gì đó, thì Đức Cố đã từ ở xa xôi trở về đó để mà tìm tới Đức Phật Thầy, vì nghe ông này là Phật sống. Cho nên khi mà tìm về đó đó vậy,
thì ngồi ở ngoài trước á, tại vì thấy Phật thầy á, là giúp cho bà con bá tánh quá nhiều đi, cho nên ngồi trước chờ liên tục 3 ngày. Đó, thì sau khi mà ngồi 3 ngày đó, Đức Phật thầy đâu có ra nhìn, tại vì bà con đông như thế này nè, sao nhìn biết được ai ai 3 ngày. Ha. Cho nên là Đức Phật thầy đã sai đệ tử của mình đi ra mời Đức Cố vô. Đó là một cái điều đặc biệt bởi vì Phật mà. Đó thì kính thưa quý vị, sau khi vô tâm sự tâm tình đạo pháp thì Đức Phật Cố đã quy theo Đức Phật thầy và đi về nhà đó thuật lại với gia đình là vị này đúng là Phật sống rồi. Cho nên đó là thuật lại với gia đình là bây giờ khuyên gia đình đi, đi tu theo Phật thầy đi, và bàn giao hết trơn đất đai rồi ruộng vườn nhà cửa để cho người dân ở xung quanh đó làm. Và Đức Cố đi theo Đức Phật thầy cho tới ngày hôm nay luôn để chống pháp luôn. Bởi vì bây giờ là bà con là nói là một vị anh hùng dân tộc đó, đó, cho nên rất là nhiều người tin tưởng trở về đây đó. Và đặc biệt một điều đó, sau khi đó là đi theo Đức Phật thầy đó là đệ tử là thứ thứ hai đó, thì kính thưa quý cô chú anh chị, Đức Phật thầy bàn giao cho Đức Cố một cái trọng trách lớn quý vị, là đi cấm bốn con thẻ để mà giữ vững giang sơn cấm dốc và gỡ những cái chấn hiểm của giặc Tàu khi xưa đó. Cho nên đó là nghe đồn rằng là bốn con thẻ sau này mà bà con mình được ngồi trong bốn con thẻ như thế này là ngon rồi đó nha. Rồi chúc quý sức khỏe. Bốn con thẻ chỗ nào với chỗ nào đâu phải coi Châu Phú. Bốn con thẻ ha. Trời luôn rồi, Châu Phú chưa có học thuộc bài nữa. Dạ kính thưa quý vị, ông thẻ thứ nhất là tại Cần Đăng, huyện Châu Thành, là ông thẻ thứ nhất nha quý vị. Để cho Phú kể ra có gì sơ sót mong quý vị thông cảm vì học thuộc bài nha quý vị. Và ông thẻ thứ hai là ở Châu Phú, thành ra Châu Phú nhớ vậy đó nha, ở Châu Phú An Giang, ở cái dầu Châu Phú đó quý vị. Và ông thẻ thứ ba là ở con kênh Vĩnh Tế, Châu Đốc, An Giang. Và ông thẻ thứ tư là ở Vĩnh Gia, Vĩnh Điều. Đó, thì kính thưa quý vị, trong những ông thẻ đó, trong bốn vị tới đó, đó quay là bốn ông thẻ đó quý bà con. Cái ông kia ông tham, ông thấy là bằng cây lào táo chắc quá, cho nên á là ông vô ông lấy ông cưa ra, ông cưa ra ông đóng lại ông làm cái gì đó, ông không biết nữa, còn thấy cũng lạ lắm, giống như cái đồ để điện thoại hay là cái giá gì đó. Thì cô chú ý nó chết luôn, gia đình sợ quá đem trở lại trả. Đó là những cái câu chuyện rất là linh thiêng, không biết quý cô có làm thẻ đó chưa. Có rồi đó cô, vậy là cô áo trắng đó biết đó nha quý vị, phải không cô? Không nghe nói, chưa nghe nói phải không? Chưa tới anh tới chứ. Lại đó đó, khi mà mình lại đó đó, mình cúng xong là mình phải hỏi người ta, cho bà con ở đó kể cho mình nghe, rằng mình biết nha. Đó cho nên đó là cảm ơn quý cô chú nhiều nha, chúc mạnh khỏe nha. Cảm ơn Châu Phú nha, Châu Phú lâu quá mới thấy. Dạ. À, kính thưa quý vị, bây giờ đó ê, có vợ tự giờ ông giới thiệu quá đẹp mắt rồi mẹ, tự giờ ông phải thịnh quà với em con em nhé. Cảm ơn thương lắm gì nha, đó là vợ Châu Phú. Tự giờ giấu nào vô mới thôi. Mấy thầy không biết của bằng mai người khác. Rồi tiếp tục luôn. Và con xin giới thiệu với cô chú đó là được mấy đứa con video. Đứa một cái hàng qua đây nè, là cô Bảy nè. Cô Bảy là một cái người bán thịt quý vị, bán cơm tấm. Cái lên mạng hoài mấy câu cú cũng được chiếc dĩa cơm tấm thịt nướng nha. Bỏ vô. Kể lại mà còn chuyện Châu Phú ơi, có vợ đẹp đi đâu dẫn theo nghe, mà nhà ta Vinh đó trời. Mà bây giờ nghe kể chuyện nè, hấp dẫn. Mà cái tư thì bây giờ là vợ đẹp thì cũng không quan trọng, đẹp rồi thì cũng chết. Bây giờ mình tu đi là quan trọng. Bây giờ đẹp rồi Châu Phú cũng chết, cái miệng nói nhiều quá cũng chết. Cho nên bây giờ quay làm sao quay mà mình gửi đến quý cô chú anh chị những cái chắc video chân thật, những cái video khuyên bà con ăn chay làm lành thì cái đó nó sẽ còn mãi mãi. Thường lâu đó, cho nên là xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị, gia đình chú Bảy bán cơm tấm. Nhưng mà nhờ bữa nào chị cũng bắt Châu Phú coi chuyện nào đó đi đến và gặp một cái ông lão râu dài chụp chỗ nào rồi á là buông bỏ luôn, dẹp nghề cơm tấm qua cơm chay luôn, ăn chay mấy năm. Chị tôi quá chồng kinh. Chào chú Thiếp Bảy nha. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì thưa Thiếp Bảy, thưa chú Bảy hôm nay gặp đó,
của mình đó, ngày xưa thì thầy cũng có ghé thăm gia đình đó, thì cho nên là nhà mình phải chia sẻ trước tiên là gặp chụp hai chị em mình chụp bầu qua chị em gái dở quá đẹp rồi, dở dở Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Như Lai. Hai chị em chụp bầu giờ thím cũng đó kể các câu chuyện hồi xưa. Rồi chị cảm ơn em nha, lúc mới phát tâm trai thân gái là lúc đó, hồi đó thím khổ thím nghèo dữ lắm đó, mua gánh bắn bưng nghiêng là nó dữ lắm, nghèo dữ lắm. Mà con biết sao rồi cái cô bà con cô biết không, bà con cô biết cô bác nè, lúc tôi bán cơm tấm cái nha, rồi cái cô mới đi xuống chợ đó, vô chợ cá cái lại xỉu à, mấy hơi mùi khó khăn chịu không nổi, vô kệ thịt cái xỉu, đi ba ngày liền lạc cái nha, tặng gì bán cơm tấm đó vô rất là xỉu, cái đi về không gì đó, không có mua cái gì cho chồng con ăn hết trơn á. Rồi cái về cái tôi nói ông ơi chắc ăn tương quá hà, đâu có ăn mặn được, giờ thôi giờ ăn tương đi. Rồi cái thấy gì cái giờ bỏ nghề cơm tấm, bỏ nghề cơm tấm không bán nữa, rồi cái xây quán tương, ăn tương nói bà con thương nha, không có biết hồi nào giờ không biết một ngày chay luôn á, xây qua cái ăn tương rồi cái đâu có biết cúng lại gì như thế nào đâu, cứ chắp tay Nam Mô Di Đà Phật không à, không biết bài nguyện của thầy như thế nào hết trơn á. Cái bữa đó cái phòng thuốc nam, phòng thuốc nam cái có hai ông già, ông hỏi con ăn tương mà con biết cúng không, nói không bác ơi con không biết cúng. Cái gì ổng qua ổng trợ viên, ổng trợ viên cái bữa nào cũng nấu nồi cháo trắng với kho quẹt với dưa muối ăn. Trời ơi, ổng nói ổng thuyết giảng cho nghe, ổng nói đạo nghe, trời ơi tôi chết mê chết mệt, cái bữa nào tôi cũng ghiền chứ bữa nào cũng nấu nồi cháo trắng nghe, rồi nấu rồi ổng nói chuyện đạo rồi nấu nước trà trong uống vậy đó. Rồi cái đâu tôi ăn chay được đâu cỡ 7-8 tháng gì đó, thấy ông già nghe hồi nào giờ nói thiệt với mấy cô mấy chị chưa biết núi non như thế nào chứ mình là người đời mà. Rồi cái tối tôi sanh con nhỏ con út tôi đó, nó được 10 tháng nó còn bú luôn. Rồi cái con trai cái má tôi nói gì nè, con ơi con trai sao má thấy con ốm quá hà, rồi lỡ có chuyện gì rồi sao, nó nói gì đó. Cái tôi cũng từ từ hơn không nói gì trơn á, con trai tới hoài. Cái bữa đó cái ăn chay cực khổ lắm nha, ăn chay cực khổ lắm, nghèo mà đâu có tiền đâu gì đâu ăn. Ăn chay cực khổ lắm, ăn muối tiêu rồi nước mắm tương khô quẹt vậy thôi, với rau luộc mà rau luộc còn không có ăn nữa, nó nghèo dữ lắm. Cái bữa đó cái tối tôi ngủ nè, tôi thấy ông già nha, ông già ông mặc nguyên bộ đồ đen. Cái lúc đó cô ngủ mơ chưa cô? Cũng mới thì cô giật mình thức dậy là 3 giờ đó, 3 giờ sáng nha, 3 giờ sáng đó. Cái cô mới đang ngủ mới thấy ông già ông mặc nguyên bộ đồ đen mà nó hơi cũ cũ chứ nó mới nha. Cái gì mà không có, ông hỏi cô gì nè, ông hỏi con ơi con đi núi không, con ham đi núi không. Cái cô nói nói ông ham con ham đi núi lắm ông. Cái ông dẫn đi mà ổng không có lại gần mình nha, cách trời mình cũng cỡ chừng 10 thước gì đó, không có lại gần mình mà ổng nói gì mình nghe. Nhưng mà cấp đó cô thấy mặt ông cụ không? Không, không có cho mình thấy mặt, không cho thấy mặt ha. Không cho mình thấy mặt, cách khoảng 10 thước gì đó. Ổng hỏi con ham đi núi phải không, nói dạ con ham đi núi lắm ông. Cái ổng dẫn đi nha, đi mới thì lên trên núi á, hồi nào thì đâu có đi núi từng nào đâu biết. Thì thấy có cái đường mòn nhỏ gì nè, hai bên cỏ không gì nè, đá cục bự không hà. Rồi hồi đó đi nhớ nè, leo lên tuột xuống chứ không có phải như bây giờ. Cái đi núi gì đó, cái gì ổng mới lại, ổng dẫn đi lại trên đấy, chỗ cái kẹt đá đó đó. Để cô lại bên đây nữa em. Ổng mới hỏi dạ, con gì dạ, chào ông cô. Hỏi là kẹt đá, kẹt đá đó, ổng hỏi gì nè, con lại đó, ông đó làm quan thượng đẳng đại thần. Chú có đi núi cấm không, tôi bơi vô tiếp chú với cô này nè. À
ông nói gì đó, ông nói con lại đó là con lại đi ông quan đừng đẳng đại thần, cái cô cũng lại nữa mà cô không biết lại, cô không biết gì cho ông nói sao mình làm gì. Thì chút xíu gì bắt đầu nhỏ cái mà mới xanh đó được mười mấy được 10 tháng đó, cái nó đạp cái bắt đầu cái giật mình luôn vậy đó. Mà cô đeo năm nay là 30, thì nhỏ nhỏ gái năm nay 32 tuổi, năm nay tôi ăn tương 31 năm. Dạ là chị thấy ông ba như thế nào nè, chị là chị chào ông ba nè. Thấy ông ba coi lên clip ông ba cũng nói chuyện gì đạo, có tâm đức, có lòng từ bi, sáu chữ Di Đà, gắn luôn 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 niệm Phật, ai cũng vậy hết, tình thương mến thương đại đồng, lấy cái tâm mà lại thương lòng người, không sân si, không ái ố, con cha con mẹ hiểu được với nhau thì tình thương đại đồng, cha mẹ ngồi trên không có phân chia rẽ. Nay cũng trở về đây lễ cung cố gặp ông, con rất mừng vui, chúc cho ông bằng ba này để sống coi đời thánh đức, người xưa trở lại hồng trần thế gian, mau mau nhanh rót nhanh trăng để lỡ rót tìm rót để mà khóc cô trở về. Ở đâu vậy? Chúng tao. Bữa gặp ở lễ hành lễ của thầy đó. Dạ. Bữa đó ông lấy thuốc xong mấy. Cái cơm. Cô lấy, cô chạy rồi lấy ra. Lấy không? Lấy không? Đó tiền lên tiền đó. Rồi, cô lấy, cô lấy, cô lấy. Cô lấy. Rồi ông ba có đói bụng thì ông ba ăn cơm đi, rồi nhớ là ông ba ngồi đây nữa, chào trong nước ngoài nước. Bằng ba này ông ba già mà lại không già, hồn trẻ nó lai lợi mạnh dạng sức lực. Cô ở đâu? Ở đâu? Con ở Hòa Hảo, đất An Giang. Dạ hả? Em chơi trường chưa? Con ăn mừng mấy năm nay rồi. Dạ. Con thì giác ngộ. Dạ. Không có ngày nào được hết mà giác ngộ rồi, mẹ mất giác ngộ ăn rồi là con ngán con gì hết. Hai năm nay rồi. Rồi sao bây giờ làm công việc từ thiện gì? Con hả? Con thì nói chung ra thời gian trước thằng Tư Đức Dũng nó cũng có quay TikToker con, thì con cũng có là được cái sự thật nhìn màu, được bệnh nào cũng được trở về múc nước mà nguyện dưới trên thầy tổ đức mẹ quan thấy âm bùa quá múc nước cam lồ mà gán cao tâm cao tấm từ bi sáu chữ Di Đà thì được tan chú nghiệp hồng trần thế gian. Hồng trần thế gian là bể khổ lắm mày ơi. Mẹ cha đưa xuống gán mà rập ra công bồ đức trao rồi đức lòng từ bi. Nay được gặp ông ba rất mừng rất vui. A Di Đà Phật. Rồi có niệm Phật thường xuyên không? Con là niệm Phật nhập tâm. Nhớ tại vì mình ở đất làng Hòa Hảo. Chén cơm ăn lúc nào luôn luôn không chén cơm cũng niệm Phật. Coi như là đi đứng nằm ngồi niệm liên tục ha. A Di Đà Phật. Rồi rồi con mấy đứa? Con thì có một đứa mà con lúc con nuôi 10 tuổi rồi xong là con giao cho thằng hai. Con sẽ đi ra thành phố làm Bình Dương con làm. Rồi mẹ con mất thì con phải đi con đường này. Quyết tâm con đi đường này. Hôm nay thấy chị sáng hơn mỗi lần này đó nha. Ai với đâu? Tôi gặp bà. Có mỗi lần phần chỉ là hay ra vô với đó mượn sát. Sát hỏi. Mà bây giờ đặc biệt thấy sáng sủa hơn. Đúng tên gì Châu Phú đó là đúng, tại vì lúc đó là chị rất là hồn về nhiều, tại vì sắc chị sắc hồi hồn nó vô luôn cung rồi chị ráng định lợi thì bước qua năm nay thì đã được chị được phật pháp nhìn màu trên mẹ đã cho chị uống nước cam lồ ráng tịnh độ lại, đừng màn này đừng để coi đời để xem cho hồng trần thế gian này khổ liên miên, chết bất di tử, chết mà nhiều khi không chăn trói kịp luôn. Tại vì bệnh này là bệnh lực. Ai sai thì tự sửa thì nó sẽ vào tâm mình, nó sẽ hết liền. Cũng như đây quyết tâm mình sai thì mình sẽ sửa thì sẽ nó thành ngay. Còn mình không sửa thì làm sao mình được sáng được. Thì Châu Phú nói đúng, mỗi lần là chị thấy chị sai phải không? Đúng, cho nên là chị sửa. Đúng. Sửa có nhờ pháp môn nào không, niệm Phật hay sao mà bây giờ được tỉnh ra vậy? Chị được nhờ pháp môn của cha Lục Tổ Huệ Năng cho chị hàng ngày hàng bữa chị tịnh lợi, đừng cho các phần hồn nào đi siêu thăng siêu mốc. Còn quốc độ nào thì cụ Quyền Thất Tổ ông bà của chị là chính là ông ngoại của chị đã chết
được 12 giờ mà chết đã được gì cỏ trên bước ổng ra thăm con cháu xong rồi ổng xét chị ba lần điểm chị ngồi thì ổng sẽ gì ổng đổ cho con cháu bằng ba này ráng mà tu cúng của quyền thất tổ ông bà nhiều điều nhiều đời nhiều kiếp để lại đây là chín đời chín kiếp. Chị làm ơn cho hỏi là cái chim đợt rồi đi về Vinh ở ở chỗ cụ Nguyễn Trung Trực quá nhiều đó, chị có coi không? Đó là điểm gì chị biết không? Chim về cụ Nguyễn hả? Dạ. Chim về cụ Nguyễn chị chưa coi. Vậy ha. Chị chưa coi. Rồi cảm ơn chị. Sao mà thời tiết giờ sao khắc nghiệt nóng quá chị? Tại vì cái thời tiết này á là để cho nóng bệnh chết con vi trùng xem. Còn miếng mưa nó giặt thì người trần nó đau khổ là bệnh bệnh liên miên nữa, đảo lộn. Rồi cảm ơn chị, chúc chị mạnh khỏe bình an nha. Rồi chào trong nước ngoài nước nha. Rồi nhớ niệm Phật nha, cái xác mình để cho ta ra vô nó không có không có tránh. Dạ nha. Cho nên vậy mà gắng niệm Phật. Dạ. Ngoài ra bây giờ phải đi học có cái nghề gì nữa mình làm từ thiện. Dạ. Một là thầy trị bệnh, hai là nương dựa vào phòng thuốc, nương dựa vào cái tổ nấu cơm hay là nào đó. Đặng hàng ngày mình có việc thiện làm. Gì đó. Cái đó bớt đi, đối với Phật giáo Hòa Hảo, dạ. Những cái gì mà nó quyền linh quá người ta đánh giá. Đúng cho rồi. Nên cái thực tế dạ. Là mình bây giờ niệm Phật. Rồi. Niệm Phật ngày đêm. Dạ. Tự nhiên cái tâm mình nó sáng cũng rồi. Giống như bụi mình lao nó hết. Đúng. Hết bụi nó sáng. Đúng rồi. Thì, còn những cái gì dạ. Quyền linh người ta dạ. Hay người ta không ấy. Rồi con cũng xin phép ông. Ừ. Thì tại sao mình tu cái pháp môn niệm Phật thì Phật độ mình không bệnh hoạn, lỡ mình có bệnh mình cũng là vượt qua hết tất cả, không có uống thuốc đây là được cũng được. Cái đó đúng dạ mười mấy năm tu cầu bệnh tật tiêu tan dạ. Niệm Phật có bốn thần linh thường thường dạ. Ủng hộ bên mình mộ khang dạ. Trong lúc mình niệm Phật đó dạ. Là trong cơ thể mình nó cũng giống như là nó tẩy rửa tất cả những cái gọi bệnh hoạn vi trùng nó ra hết dạ. Vì cái công năng của sự niệm Phật nó dạ. Có cái mầu nhiệm vậy đó dạ. Ha. Dạ. Thì con cũng có coi YouTuber nhiều lắm con lên coi lên hoài Thì thôi gắng năm nay là năm rồi cho bú thấy cô khác mà năm nay thấy cô khác dạ. Vài tháng sau thấy cô khác nữa nha dạ. Đi lên núi không bây giờ đoàn tôi lên núi tối nay là lên nói con chuyện mới, bà con ta con nha. Mới đi lên núi là ngủ mấy đêm rồi con mới xuống đây nè là con dạ. Ngủ đây 4 đêm đó đêm nay nữa con 4 đêm rồi con qua miền Tây con cũng là ở đỉnh Thái Sơn con đi 4 đêm giờ là hết yoga nữa phải không không. Vậy là chúc mừng nha, chúc mừng khỏe bình an. Dạ, yeah, chúc trong nước ngoài nước. Hôm nay gặp lại được Châu Phú với ông ba. Ông ba rất mừng, rất vui. Ngày nay nhờ đám giỗ ông cố A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi quá tuyệt vời ha. Dạ, chào hết nha. Cho lúc trước không dám quay chỉ luôn á. Chút xíu chỉ. Ai ra.